Thầy xin chào các em học sinh khối 12 thân mến. Như vậy là thầy trò chúng ta lại gặp nhau. Ở tiết trước thì các em đã nghiên cứu về bài lipid và chúng ta đã tìm hiểu thế nào là lipid, thế nào là chất béo, rồi là công thức, rồi là chúng ta nghiên cứu về tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của chất béo. Để tiếp tục chương trình, hôm nay thầy và trò chúng ta cùng nghiên cứu hệ thống hóa lại hai cái bài, đó là bài ester và bài chất béo. Và hôm nay chúng ta nghiên cứu đó là tiết 4, bài 4 luyện tập về ester và chất béo. Em nghiên cứu phần 1 là mã kiến thức cần nhớ. Thầy có cái bảng, nó có 3 cột. Cột thứ hai là ester, cột thứ ba là chất béo và cột số 1 là khái niệm công thức và tính chất hóa học. Các em lần lượt điền các cái thông tin vào các cái ô trống. Như vậy khái niệm về ester chúng ta đã học bài trước. Khi thay nhóm OH của nhóm carboxin, công thức là COOH trong phân tử axit carboxylic bằng nhóm OR phẩy, ta được hợp chất ester. Còn đối với chất béo thì chúng ta đã học tiết trước, đó là chất béo là triester của glycerol và axit béo. Ở đây chúng ta lưu ý cho thầy thêm khái niệm nữa, đó là chất béo. Chất béo là axit đơn chức có mạch carbon dài, không phân nhánh. Như vậy qua hai khái niệm này chúng ta thấy rằng này, ester và chất béo nó cùng thuộc loại hợp chất ester. Về công thức thì chúng ta chú ý đối với ester đơn chức thì nó có công thức chung là R COO R phẩy. Nếu rơi vào trường hợp là ester no mạch hở đơn chức thì nó có công thức chung là CnH2nO2, điều kiện là N lớn hoặc bằng 2. Trường hợp của chất béo thì nó là triester của glycerol và axit béo nên nó có cái dạng công thức chung là như vậy. Trước kém lưu ý ở đây R1, R2, R3 nó chính là gốc hydrocarbon của axit béo. Về tính chất hóa học thì đối với ester thì cái phản ứng quan trọng nhất của nó là phản ứng thủy phân. Có hai trường hợp, đó là thủy phân trong môi trường kiềm và thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường kiềm thì thường người ta dùng một cái tên nữa, đó là phản ứng xa phòng hóa, rồi là phản ứng thứ hai là phản cháy. Và tiết trước thầy cũng lưu ý đối với ester thì nó còn có thêm một cái tính chất là mang cái tính chất của gốc hydrocarbon của ester đó để chúng ta tham khảo về trước chúng ta biết. Còn đối với chất béo thì nó cũng là ester, do đó nó cũng có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm. Và trường hợp thứ hai là phản ứng hydro hóa ở gốc hydrocarbon. Và qua cái tính chất hóa học phản ứng thủy phân của ester và chất béo thì thầy lưu ý là trong môi trường axit, phản ứng thủy phân trong môi trường axit đó là phản ứng thuận nghịch, và phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm hay còn gọi là phản ứng xa phòng hóa thì nó là một phản ứng một chiều.
Giờ chúng ta đi vào nghiên cứu về phần 2 la mã bài tập. Câu 1 à. Câu 1. Tên gọi của ester CH3 COO CH5 là. Đáp án A. Ethyl formate. Đáp án B. Ethyl acetate. Đáp án C. Methyl acetate. Và đáp án D là methyl formate. Thì để trả lời được câu hỏi này, để trả lời được dạng câu hỏi này thì chúng ta lưu ý đó là cái cách gọi tên ester. Thì tên ester được gọi là bằng tên gốc R phẩy cộng với tên gốc axit có đuôi at. Như vậy là cái hợp chất CH3 COO CH2H5 thì gốc R phẩy chính là C2H5. Và cái gốc axit ở đây chính là CH3 COO, là nó được tạo thành từ axit acetic. Vậy chất này nó có công thức gốc CH5 là ethyl gốc R phẩy, acetat là CH3 COO. Vậy chất này nó có tên là ethyl acetat. À, vì thế chúng ta chọn đáp án B. Chúng ta qua câu hỏi số 2. À, thầy xin lỗi, chúng ta có một số các cái lưu ý. Đó là thứ nhất, đó là tên một số gốc R phẩy. Cái này hôm trước bài ETA thầy cũng có lưu ý cho các em rồi. Chúng ta phải học thuộc. Và lưu ý thứ hai đó là tên một số axit carboxylic cũng hay gặp. Đấy, chúng ta lưu ý. Như vậy là nói tóm lại, để gọi được tên ester thì chúng ta phải thuộc tên một số gốc R phẩy và tên của một số axit carboxylic, và từ đó chúng ta ghép và chúng ta gọi. Bây giờ chúng ta qua cái câu hỏi số 2. Cũng là về tên gọi methyl acrylate có công thức là. Đáp án A là CH3 COO CH3. Đáp án B là CH3 COO CH nối đôi CH2. Đáp án C là CH2 nối đôi CH COO CH3. Đáp án D là H COO CH3. Thì để làm cái câu hỏi này thì cũng như cái lưu ý hôm câu trước, đó là chúng ta phải thuộc tên gốc R phẩy và tên axit. Thì trong cái trường hợp này là methyl là gốc R phẩy, nó có công thức là CH3, và acrylate thì nó được tạo thành từ axit acrylic và cái công thức của nó là CH2 nối đôi CH COO. Và từ đó chúng ta ghép lại là CH2 C nối đôi CH COO CH3. Chọn đáp án C. Chúng ta qua câu hỏi số 3. Ethanol đơn chức mạch thở có công thức tổng quát là. Thì cái này chúng ta phải học thuộc. Và thầy nghĩ rằng chúng ta dễ dàng chọn được cái đáp án. Đó là đáp án A. À, qua câu hỏi này thì chúng ta cũng lưu ý cho thầy một ý. Đó là cái công thức tổng quát của một ester bất kỳ là có công thức dạng CN H2N cộng 2 trừ 2K OA. N là số nguyên tử carbon, K là số liên kết pi và số vòng, A là số nguyên tử oxy. Ở đây chúng ta chú ý số nguyên tử oxy luôn luôn là số chẵn 2, 4, 6, 8, vân vân. Ví dụ ester đơn chức thì A bằng 2, ester 2 chức thì A bằng 4, ester 3 chức, ví dụ như chất béo chẳng hạn, thì A nó bằng 6.
Chúng ta chuyển qua câu hỏi tiếp theo, câu số 4. Công thức tổng quát của STA tạo bởi ancol no mặt hở hai chức và axit carboxylic no mặt hở đơn chức là: đáp án A là CnH2n trừ 2O4, đáp án B là CnH2nO2, đáp án C là CnH2n trừ 6O4 và đáp án D là CnH2n trừ 4O4. Như vậy qua câu hỏi này thì chúng ta phải hình dung được cái este mà chúng ta muốn đặt công thức tổng quát. Este này thì nó được tạo thành bởi ancol mặt hở hai chức no và axit carboxylic no mặt hở đơn chức. Như vậy rõ ràng đây là este no hai chức vì nó được tạo thành từ axit hai chức, nên chắc chắn là số nguyên tử oxy phải là số 4. Và do là este no hai chức, do đó trong trường hợp này thì K nó bằng 2 vì nó có hai nhóm chức este, mỗi nhóm chức là có một liên kết pi. Chính vì vậy là trong cái trường hợp này là este này nó có đến hai liên kết pi. Vậy chúng ta vận dụng vào công thức tổng quát của một este thì chúng ta dễ dàng suy ra được cái đáp án cả. Vậy trong trường hợp này thầy lưu ý lại là K bằng 2 và A bằng 4, chúng ta thay vào để chúng ta phân tích được cái này là cái công thức este nào chúng ta đạt được. Vậy chúng ta chọn đáp án trong trường hợp này chính là đáp án A. Cái mà qua câu hỏi tiếp theo, câu số 5. Số đồng phấn este có công thức phân tử C4H8O2 là. Thì câu này hôm trước dạy bài mới về este thì thầy cũng hướng dẫn cho chúng ta việc công thức cấu tạo của este, các este có công thức phân tử C4H8O2 rồi. Thì cái này chúng ta lưu ý là phải viết cho bằng được. Các đồng phân của este ở đây thầy lưu ý lại cho chúng ta. Đồng phân số 1 propyl format. Đồng phân số 2 là isopropyl format. Đồng phân số 3 là ethyl acetate và đồng phân số 4 là methyl formiate. Và như vậy là nó có tổng cộng là 4 đồng phân. Chúng ta chọn đáp án là đáp án C. Rồi mà chuyển qua câu hỏi tiếp theo, câu số 6. Số đồng phân este có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng được với bạc nitrat trong amoniac là. Như vậy là để làm được câu này thì trước hết là chúng ta phải lưu ý nữa. Chúng ta viết được công thức cấu tạo của các hệ este có công thức phân tử là C4H8O2 và như là chúng ta đã làm được cái, làm ở cái câu số 5. Vậy thì trong bốn cái đồng phân này có trường hợp nào là tác dụng được với bạc nitrat trong amoniac? Thì hôm trước về tính chất hóa học thầy cũng có lưu ý với trường hợp este của axit formic thì ngoài những tính chất của este bình thường nó còn có tham gia phản ứng tràng bạc. Vậy nên ở đây chúng ta chọn được hai chất là có khả năng tham gia phản ứng tràng bạc, đó là propyl formate và isopropyl formate. Đáp án hai chất, đáp án A. Chúng ta chuyển qua câu số 7. Đặc điểm của phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là. Thì lúc nãy thầy có lưu ý trong phần ôn lại rồi.
Phản ứng thủy phân ETE trong môi trường kiềm là phản ứng một chiều. Do đó chúng ta chọn đáp án đó là đáp án A. Còn đáp án C thuận nghịch thì đó là trong môi trường axit. Còn đáp án B là sản phẩm luống sinh ra axit vàng côn, thì cái này nó cũng còn tùy thuộc vào cái loại ete nữa, chứ không phải luôn luôn là sinh ra axit vàng côn. Và đây là thủy phân ete trong một môi trường kiềm nên nó phải sinh ra muối. Còn đáp án D là xảy ra nhanh ở nhiệt độ thường, thì chúng ta chú ý các phản ứng thủy phân ete là thường chúng ta có đun nóng nhẹ. Câu đó là câu số 8. Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau? Phản A, ete là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm COO. Như vậy là cái câu này thì nó được suy ra từ cái định nghĩa ete, do đó rõ ràng là hoàn toàn là chính xác. Đáp án B, hợp chất CH3 COOH thuộc loại ete, thì rõ ràng là chúng ta dễ dàng phát hiện câu này là sai, vì hợp chất CH3 COOH nó là axit, nó thuộc là axit và nó có tên là axit acetic, chất này cũng khá quen thuộc. Vậy đáp án B là đáp án sai, chọn đáp án B. Còn câu C là sản phẩm của phản ứng giữa axit carboxylic và ancol là ete, cái này hoàn toàn chính xác. Câu D, phản ứng ete thường có các ete thường có mùi thơm đặc trưng, thì cái này chúng ta lưu ý trong phân tích chất vật lý, các ete thì thường nó có mùi thơm đặc trưng, đặc biệt là mùi hoa quả đang chín, vân vân. Câu 9, thủy phân ete HCOO CH nối đôi CH2 trong môi trường NaOH tạo thành những sản phẩm gì? Thì đây là phản ứng thủy phân ete trong môi trường kiềm. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý là ete này nó có dạng là RCOO CH nối đôi CH rồi phải. Thì dạng ete này á, khi bị thủy phân á, thì nó sinh ra sản phẩm là anhydride. Và cái lưu ý thứ hai là dạng ete RCOO CH CH3 nối đôi CH rồi phải. Thì dạng này khi bị thủy phân thì nó sinh ra là hợp chất ceton. Về cái chất trong câu số 9, người ta yêu cầu là nó thuộc dạng thứ nhất. Vậy nó phải sinh ra sản phẩm anhydride mà chứa hai carbon. Nên trong trường hợp này chúng ta chọn chỉ có là C và D. Và đây là thủy phân trong môi trường kiềm NaOH nên nó phải sinh ra muối. Chính vì vậy chúng ta chọn đáp án đó là đáp án C, C kìa. Đó là natri format và anhydride acetic. Câu số 10. Chất béo là triete của axit béo với. Thì để làm được câu này thì chúng ta nắm cái khái niệm về chất béo và chúng ta chọn đáp án đó là glycerol. Chất béo là triete của axit béo với glycerol. Câu 11. Axit nào sau đây là axit béo? Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải nắm được công thức tên gọi một số axit béo hay gặp. Và để mà trả lời được câu này thì chắc chắn chúng ta phải thuộc tên công thức một số axit béo. Và nếu mà thuộc rồi thì chúng ta dễ dàng phát hiện ra đó là axit stearic C17H35COOH là axit béo.
Ở đây thầy xin giới thiệu với em là cả cái axit béo mà chúng ta hay gặp. Thứ nhất là axit pancreatic 10 C15 hoặc 31 CO hạng. Axit thứ hai là axit stearic, công thức là C17 hoặc 35 CO hạng. Axit thứ ba là revo qua trường hợp axit không no, axit oleic C17 hoặc 33 CO hạng và axit linoleic 10 C17 hoặc 31 CO hạng. Như vậy là hai cái axit béo no là pancreatic và stearic và hai cái axit béo không no là oleic và linoleic. Em có học câu hỏi số 12. Công thức của triolein là, thì trường hợp này chúng ta phải học thuộc. Triolein là cái chất béo nó được hình thành từ axit oleic. Do đó là cái gốc R phải là C17 hạng 33. Và nó có một cái nối đuôi nơi gốc hydrocarbon. Nên chúng ta chọn đáp án đó là đáp án C. Câu 13. Câu này là thầy lấy từ bài số 2 trang 18 sách giáo khoa. Đó là khi đun hỗn hợp hai axit carboxylic với glycerol, axit sulfuric làm chất xúc tác có thể thu được bao nhiêu triethyl? Viết công thức cấu tạo của các chất này. Thì để làm được câu này thì các em chú ý là chúng ta đặt và chúng ta lưu ý phải nhớ là cái công thức của glycerol là C3H5OH3 lần, hay là chúng ta viết cái dạng là gọn. Thứ hai là chúng ta gọi hai cái axit đơn chức này là R1CO hạt và R2CO hạt. Và khi mà tham gia phản ứng thì nó ngẫu nhiên. Các gốc R1, R2 lần lượt phản ứng các cái nhóm OH của glycerol, chính vì thế nó sinh ra các cái sản phẩm, sáu cái sản phẩm như trên hình các em xem. Nhờ như vậy là có 6 cái cấu tạo, như vậy là có 6 cái chất, có 6 sản phẩm. Câu 14, câu này thầy lại từ bài số 6 trang 18 sách giáo khoa. Đó là thủy phân hoàn toàn 8,8 gam 1 ete đơn chức mạch HX với 100 ml dung dịch kali hydroxit 1 m vừa đủ thu được 4,6 gam 1 ancol Y. Tên gọi của X là, như vậy là trước hết chúng ta đặt cái công thức của ete, đó là R COOR phải, vì đây là ete đơn chức. Cái phản ứng ete tác dụng với kali hydroxit tạo ra sản phẩm đó là muối và ancol. Theo đề cho thì chúng ta tính được số mol của kali hydroxit là 0,11, và từ số mol kali hydroxit thì chúng ta theo phản ứng chúng ta suy ra được số mol của R'OH là 0,011, và từ đó thì chúng ta tính được khối lượng của ancol là 46 gam. Khối lượng ancol để cho là 4,6 gam rồi nha. Và từ đó chúng ta suy ra công thức phân tử của nó là C2H5OH.
cụm từ số mol của kali hydroxit chúng ta suy ra số mol của ete cũng 0,011 mol, và từ đó chúng ta suy ra khối lượng mol của ete là 88 gram trên mol. Chúng ta áp dụng bảo toàn M lớn của ETA chính là bằng M lớn của gốc R cộng R phẩy cộng 44, và nó bày bằng tổng là 88. Mà chúng ta có cái gốc R phẩy là 29, thay vào thì chúng ta suy ra R là 15, chính là xẹt và ô hạt. Và từ đó chúng ta suy ra công thức của ETA là xẹt 3 COO CH5 ethyl acetate, và chúng ta chọn đáp án đó là đáp án C. Kèm qua câu hỏi tiếp theo, câu 15. Câu này thầy lấy từ bài 7 trang 18 sách giáo khoa. Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam một ete đơn chức X thu được 3,33 lít khí carbonic và điều kiện chuẩn và 2,7 gam nữa. Công thức phân tử của X là, thì đối với bài tập này thì đây là bài toán đốt cháy ete. Trước hết chúng ta tính được số mol của khí carbonic là 0,15 mol, và số mol của nước cũng 0,15 mol. Và đây theo đề ra đó là ete đây là ete đơn chức. Tuy nhiên chúng ta thấy là số mol của khí carbonic bằng số mol của nước, nên chúng ta suy ra được đây là ete no đơn chức, nên chúng ta đạt được công thức phân tử của nó là CN hoặc 2NO2. Trường hợp này N là bằng 2. Chúng ta có phản ứng cháy. M lớn của ete là 14N cộng 32, tương ứng với N mol CO2. Khối lượng của ete để cho thì 3,7 gram, tương ứng với khối lượng với số mol của nó là 0,15 mol. Và chúng ta lập được tỷ lệ suy ra được N bằng 3. Vậy từ đó chúng ta suy ra công thức của ete là C3H6O2, và chúng ta chọn đáp án đó là đáp án B. Như vậy là thầy hướng dẫn cho chúng ta một số các cái bài tập. Phần còn lại thì chúng ta về nhà, kẻ mà tự học ở nhà. Thứ nhất là kẻ về nhà làm cho thầy 5 cái bài tập sau. Thì trong quá trình mà chúng ta làm là có gì khúc mắc thì chúng ta trao đổi với thầy cô và giáo bộ môn của phụ trách lớp mình. Và tiếp theo là chúng ta xem trước cái bài glucose, và chúng ta lưu ý cho thầy mấy ý. Thứ nhất là phải nắm cái cấu tạo dạng mạch hở của gluco, và thứ hai là chúng ta biết tính chất các nhóm chất của glucose và vận dụng nó để giải thích các cái hiện tượng hóa học. Bài học chúng ta đến đây kết thúc. Xin cảm ơn các em đã đồng hành cùng với thầy.